sống của một tỉnh lẻ đang vươn lên làm giàu, gieo vào lòng viễn khách một niềm hân hoan được chia sẻ. Vậy mà phải tạm gác lại niềm vui sang một bên, bởi nhiệm vụ của chúng tôi là lùi sâu vào quá khứ để tìm hiểu về trạm dừng chân cuối cùng của bác trước khi người tới Sài Gòn. Từ xa xưa, Phan Thiết đã là một ngư cảng lớn, một thương hiệu lớn về nước mắm. Hay yếu tố đó làm nên danh tiếng lẫy lừng cho một đô thị. Thật không ngờ, điều đó lại có quan hệ gián tiếp đến cuộc trường hành tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều này không phải ai cũng biết. Người làm nước mắm ở đây chỉ Phú Quốc mới có thể so sánh. Do vậy nó thu hút mạnh các nhà đầu tư, trong đó có các nhà hoạt động của phong trào Duy Tân như một cơ sở để tập hợp, ghi dựng sự nghiệp giành độc lập và tự cường dân tộc. Đó là sự ra đời của công ty nước mắm Liêu Thành, một doanh nghiệp đồng thời là tổ chức yêu nước đã góp công thành lập nên trường tiểu học Dục Thanh nổi tiếng cả nước ngày nay. Công ty Liên Thành ở Phan Thiết có tất cả 3 bộ phận là Liên Thành Thương Quán, Liên Thành Thư Xã và Dục Thanh Học Hiệu. Riêng Liên Thành Thương Quán có phân cuộc ở chợ lớn nằm trên bờ Testa, nay là số 5 Châu Văn Liêm, quận 5. Công ty Liên Thành do các ông Nguyễn Trọng Lội và Nguyễn Quý Anh sáng lập năm 1906. Hai ông là con trai của cụ Nguyễn Thông, một nhà nho, nhà thơ và nhà văn hóa yêu nước. Chính vì có công ty Liên Thành mới có trường Dục Thanh, nơi mà bác tạm dừng chân và dạy học. Thưa quý khán giả, sau thời gian ghé lại thăm cha tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, tiếp tục con đường vào Nam của mình, người thanh niên Nguyễn Tất Thành có lưu lại Phan Thiết, mà cụ thể là tại trường Dục Thanh nơi đoàn chúng tôi đang có mặt đây. Trong khoảng thời gian từ tháng 8, tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911, trong khoảng thời gian 6 tháng ở tại đây, thì người có tham gia giảng dạy một số môn như là Hán văn, Quốc ngữ cho lớp nhì và Pháp văn. Đồng thời thì mỗi ngày người cũng có tham gia dạy môn thể dục thể thao, một phong trào mới có tại trường Dục Thanh thời bấy giờ. Được sự giúp đỡ của ông Trương Gia Mô. Trương Gia Mô là bạn thân của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Chính vì thế được ông Trương Gia Mô giới thiệu cho bác về dạy học tại trường Dục Thanh một thời gian rất là ngắn. Từ khoảng tháng 9 năm 1910 cho đến tháng 2 năm 1911. Thật bất ngờ nhưng cũng ấm lòng trước cảnh vật ngoạn mục nơi đây. Ngôi trường đóng cửa đã 96 năm, nay được hậu thế khôi phục, tôn tạo và trân trọng. Rõ ràng các giá trị lớn lao, đích thực và lòng biết ơn chân thành đã vượt trên tất cả. Đây là chân dung của Nguyễn Thông, cụ quê ở Long An, một vị quan thông thái, có chí khí, có tinh thần chống Pháp, một nhà sử học, nhà thám hiểm và đạo đức học, sống và từ trần ở Bình Thuận. Đây là ảnh hai con trai của cụ Nguyễn và những người cùng hoạt động trong công ty Liên Thành, một cơ sở của phong trào Duy Tân, một doanh nghiệp và tổ chức chính trị đã kiến lập nên trường Dục Thanh để giáo dục lớp trẻ lòng yêu nước cùng với ý chí phục hưng đất nước. Họ đã nối bước con đường và khí phách mà nhà nho Nguyễn Thông đã theo đuổi. Các ông đã được hậu thế tôn vinh và trân trọng. Nhìn tấm bài vị thiêng liêng, chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Nguyễn Thông. Xin cụ hãy yên giấc ngàn thu và nhận ở chúng tôi lòng biết ơn sâu sắc, không chỉ vì một nhân cách lớn mà còn vì những công đức lớn lao. Những văn bản này liên quan tới việc thành lập công ty nước mắm Liên Thành mà khu di tích trường Dục Thanh còn giữ được. Tính tới nay, chúng đã trải qua 102 tuổi đời ròng rã. Đây chính là các lớp học mà thầy Nguyễn Tất Thành từng giảng dạy. Gần một thế kỷ đã trôi qua, tất cả những gì được phục hồi và giới thiệu tại khu di tích phần lớn đều dựa vào lời kể của các bậc trưởng lão đã từng học thầy Thành ở ngôi trường này. Các cụ kể lại rằng thầy Thành dạy các môn Hán văn, Pháp văn và thể dục cho lớp nhì. Bằng tình cảm chân thành, thầy thường xuyên truyền lại cho học sinh
lòng thương yêu quê hương đất nước, biết tự hào với nòi giống tổ tiên. Thầy vận động học trò cắt tóc ngắn, năng trau dồi những kiến thức tiên tiến của thời đại để không bị lạc hậu. Ngoài ra, vào các giờ ngoại khóa hay những lúc rảnh rỗi, thầy thường dẫn học sinh đi du ngoạn cảnh đẹp các nơi như bãi biển Thương Chánh, động làng Thiền, đình làng Đức Nghĩa, vân vân. Chúng tôi đã từng đi gần khắp đất nước với những nơi có di tích và đều hoạt động của Bác. Nơi nào cũng được gìn giữ tôn tạo rất tốt. Riêng trường Dục Thanh đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất về kỳ công phục chế và những giá trị thẩm mỹ mà nó tạo ra. Sự kiện Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh qua lời kể của các cụ học trò của Bác kể có cái sự chênh lệch, bởi vì trí nhớ của các cụ đã ngồi 80 mà dạy học tại trường Dục Thanh năm 1910. Lúc đấy Bác Hồ dạy học vừa tròn 20 tuổi và học sinh lúc bấy giờ chỉ là thiếu niên, cho nên sau này các cụ còn nhớ mỗi một cụ thì kể có một cái sự khác biệt nhau. Chẳng hạn như là bác sĩ Nguyễn Quốc Hầu kể là Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh, Bác Hồ ăn hai cái Tết, một là Tết Nguyên Đán trước và Tết Trung Thu sau. Một cụ nữa kể là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước và Bác Hồ ăn Tết Nguyên Đán sau. Và một cụ nữa kể trong thời gian Bác Hồ dạy học tại trường Dục Thanh thì đến khoảng 4-5 giờ sáng, Bác Hồ ở nội trú cùng với học sinh. Bác Hồ thường gọi các học sinh ở nội trú dậy để xem sao chổi. Và lúc bấy giờ chúng ta biết là sao chổi Ha Lai, vậy cứ 76 năm là xuất hiện một lần. Và sao chổi Ha Lai xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng nửa tháng 4 của năm 1910 cho đến nửa tháng 5 của năm 1910. Chính vì thế mà có nhiều tư liệu ít nhiều cũng có những cái sự chưa trùng khớp với nhau, khẳng định là Bác Hồ có ăn hai cái Tết tại trường Dục Thanh, một là Tết Nguyên Đán, hai là Tết Trung Thu. Nhưng mà các cụ kể là không nhớ là Tết nào trước và Tết nào sau. Vừa qua hội thảo tại Huế thì có đưa đến một cái sự thống nhất chung, trong thời gian Bác Hồ học tại trường Dục Thanh vào khoảng tháng 9 năm 1910 đến tháng 2 năm 1911, có nghĩa là Bác Hồ ăn Tết Trung Thu trước rồi Bác Hồ mới ăn Tết Nguyên Đán sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khu nhà ngư, tức là khu nhà nội trú của thầy và trò trường Dục Thanh ngày ấy. Sau giải phóng, khu nội trú và cả khu trường đều không còn. Chúng được dựng lại trên nền cũ theo miêu tả của các cụ. Ví dụ như chiều dài là 10m, ngang 12m, mái lợp ngói âm dương 2 lớp, gạch vuông 20, có 21 bộ bàn ghế, 2 bảng đen và 1 bộ trường kỷ. Trường ra đời năm 1907 và chỉ tồn tại có 5 năm. Đây là nơi đọc sách mà cụ Nguyễn Thông để lại. Ngoài đu xà là một căn phòng nằm trong khuôn viên của trường Dục Thanh, nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành vẫn thường ngồi đọc sách báo trong thời gian ngắn ngủi người dạy học tại đây. Hiện nay thì đồ vật trong căn phòng này đều đã được phục chế lại, tuy chúng đã phủ lớp bụi thời gian. Tuy nhiên giữa một cái khung cảnh tĩnh lặng, tiếng chiên hót ríu rít trên đầu hồi cũng có thể phần nào giúp chúng tôi hình dung lại khung cảnh khi Bác ngồi đọc sách báo cùng với những trăn trở về vận mệnh đất nước trước khi tiếp tục cuộc hành trình về phương Nam. Sau năm 1975, chỉ có 4 di tích không bị hư hại là nhà thờ cụ Nguyễn Thông, cây khế, giếng nước và khu Ngọa Du Xào này. Ngọa Du Xào là tên do cụ Nguyễn đặt, có nghĩa là Tết Tổ để nằm chơi. Đây chỉ là một gác nhỏ cất thêm bên cạnh từ đường, nơi cụ Nguyễn Thông tu chỉnh các tác phẩm của mình, tập hợp trong các bộ Ngọa Du Xào, Độn Am Văn Tập, Kỳ Xuyên Văn Sao, Dưỡng Chính Lục, vân vân. Sau này đây là nơi Bác Hồ thường xuyên ngồi đọc sách. Trong số các kỷ vật trưng bày có một số là nguyên thủy, một số được phục chế lại theo lời kể. Một trong hai vế câu đối ở từ đường họ Nguyễn: Sơ Yên Đạo Nguyệt Võng Sơ Đồ, Lục Tự Xích Văn Quần Ngọc Phủ, có nghĩa là trăm thưa khói nhạc theo xe đi khắp núi, văn đỏ chữ xanh quay quần bên Ngọc Phủ. Từ đường được xây dựng để thờ phụng Nguyễn Thông và để con cháu noi theo tấm gương vì nước, vì dân, cùng với cuộc đời trong sạch, ý chí giành độc lập tự do cho đất nước của cụ. Nhân cách, tài năng và lòng yêu nước của cụ Nguyễn đã được Bác Hồ khâm phục và đánh giá rất cao. Ngày nay, nhà thờ là một bộ phận hữu cơ của khu di tích. Không chỉ Hồ Chí Minh sau này, mà ngay cả Nguyễn Tất Thành ngày trước, từ lâu
đã trở thành bức tượng đài đẹp đẽ và cao cả trong lòng mọi người dân Việt Nam. Thần tượng bất tử đó như vầng thái dương đang ngày đêm sưởi ấm cho cả cộng đồng dân tộc, và đặc biệt làm dịu đi nỗi đau của biết bao trái tim bất hạnh. Một lần nữa, vùng biển miền Trung này lại níu chân chúng tôi bởi vẻ đẹp rắn rỏi của nó. Cách đây 98 năm, Bác đã đến vùng đất bờ biển đầy sóng gió này. Mãi miết liên tưởng về chuyến xuôi nam của chàng trai Tất Thành khi còn trong lứa tuổi 20 đầy mộng ước, chúng tôi tin rằng đất lành, biển rộng, trời xanh đầy quyến rũ, nhưng chắc chắn đó không phải là mục đích cao nhất trong chuyến ra đi của anh. Phan Thiết, nơi Thành dừng chân, thuộc miền Trung Nam Bộ, bờ biển dài hình cánh cung, phía đông và nam đều giáp biển. Đây là một đoạn ngắn trên cung đường xa diệu vợi mà anh đi qua. Nó đã lưu giữ một kỷ niệm khó phai về một thầy giáo trẻ. Đây là cửa biển Thương Chánh nằm ở phía đông thành phố Phan Thiết. Nơi đây thầy giáo Nguyễn Tất Thành vẫn thường dắt học trò đến ngắm cảnh. Và những dịp đó thì thầy vẫn thường kể cho học trò nghe về những bài học làm người, những tấm gương đạo đức. Chính cánh dạy kết hợp với thiên nhiên đó của thầy mà ngày ấy học trò rất thích thú khi được học với thầy Nguyễn Tất Thành. Mỗi con đường đều thành hình từ những dấu chân đầu tiên của cố nhân. Nó cho các thế hệ tương lai một hướng để đi và một lối để về. Đây là một ngôi đình nằm ở phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, được xây dựng vào năm 1848 trên một đồng cát. 160 năm đã trôi qua, thời gian đủ để ngôi đình trở thành niềm tự hào sâu nặng trong lòng người dân Phan Thiết, nơi họ đến để tôn thờ, biết ơn vị thành hoàng lập làng, các vị thần hiền linh của đất trời và nữ thần Thiên Y Anna Diễn Ngọc Phi của đồng bào dân tộc Chăm. Hình tượng tiên linh tại đình Đức Nghĩa được nghệ nhân tạo nên bởi nghệ thuật ghép các mảnh sành, sứ. Đình được xây dựng theo lối kiến trúc dân gian dựa trên những nguyên tắc của thuật phong thủy. Đình trở thành một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Phan Thiết và là một thắng cảnh đẹp nơi du khách đến thưởng ngoạn. Chính nơi đây, 98 năm về trước, Bác Hồ đã từng đưa học sinh Trần Dục Thanh đến tham quan, học tập. Sau này, các cụ già kể lại việc thầy Thành thường dẫn các trò đi thăm đình, kết hợp chỉ dạy ý nghĩa của kiến trúc, câu đối, hoành phi. Qua đó, thầy đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc, điều mà nó đang âm ỉ cháy từ đời này sang đời khác. Đây là thầy Thành khi đang dạy học tại trường Dục Thanh vào năm 1910. Ngoài chuyên môn dạy ngôn ngữ và thể dục, thầy Thành còn dạy cho học trò hiểu thêm về khoa học tiên tiến. Điều đó cho thấy, ngay khi còn rất trẻ, Bác Hồ không chỉ quan tâm đến giá trị trường tồn của văn hóa truyền thống, mà còn đặc biệt quan tâm đến các giá trị cách tân từ nền văn minh nhân loại. Từng gốc cây, ngọn cỏ, gốc sân trường đều phản ánh về một khoảng thời gian yên bình và giản dị của thầy giáo Nguyễn Tất Thành tại trường Dục Thanh. Chẳng hạn như cái giếng nước này đây là nơi mà Bác Hồ và các học sinh vẫn thường sử dụng để mà tưới cây vào những buổi chiều rảnh rỗi. Và kia là cây khế mà chính tay người đã chăm sóc, và ngày nay nó vẫn còn rợp bóng mát cả một góc sân. Vật đây cảnh đó, trường Dục Thanh kia, từ lâu đã trở thành tài sản tinh thần vô giá. 100 tuổi. Có sách viết rằng Dục Thanh là cách viết tắt của chữ giáo dục thanh thiếu niên. Chúng tôi thấy có lý. Ngày nay ngoài những giờ học ở lớp, các em còn được thầy cô đưa đi tham quan ngôi trường này. Đó không chỉ là một buổi sinh hoạt ngoại khóa đơn thuần, mà nó còn mang ý nghĩa lớn lao trong việc giáo dục các em ý thức học tập từ tấm gương chuyên cần của một bậc vĩ nhân. Mảnh vườn, gốc sân, ngôi trường này ngày nay đã được trùng tu lại, khang trang hơn một thế kỷ trước rất nhiều. Vị trí của trường, sân vườn và các vật dụng được phục chế nguyên vẹn. Khu di tích trường Dục Thanh tọa lạc trên nền trường cũ, ngày nay là nhà số 39 đường Trưng Nhị, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Thì thời gian thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học tại trường Dục Thanh tuy là ngắn, nhưng mà người đã để lại nơi đây những tình cảm, kỷ niệm vô cùng sâu sắc và khó quên trong lòng nhân dân Phan Thiết. Huế, nơi chúng tôi đã đi qua, đẹp bởi sự kín đáo, kiêu kỳ. Phan Thiết, nơi chúng tôi đang dựng chân, đẹp bởi sự sôi nổi, bình dị. Phan Thiết xưa, nay vẫn thế, cởi mở, chân thành. Tên người giáo viên trẻ năm xưa được chính quyền tỉnh Bình Thuận trân trọng đặt cho con đường đẹp lớn nhất thành phố Phan Thiết. Người thầy tận tụy ấy đã đi vào cõi bất tử, người mãi mãi trở thành biểu tượng bất khuất, niềm tin trong lòng dân tộc. Các nhà lý luận đã nhận xét Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam đầu tiên yêu nước, nhưng công lao chính của người là đã nâng chủ nghĩa yêu nước lên thành một khoa học mang tính thực tiễn khi những vấn đề mới của thời đại tác động vào dân tộc Việt Nam và những vấn đề mà dân tộc Việt Nam đòi hỏi. Sự thành công của nhân dân Việt Nam trong việc giành lại độc lập dân tộc đã chứng minh cho nhận định đúng đắn đó. Thì nói chung đến đây thì cái cảm xúc mình thấy là có những cái gì nó gọi là nó cái không biết dùng cái từ ngữ gì cho nó xác đáng, có gì gợi lại cho mình những cái gì đó, những cái quý trọng về cái tình cảm đối với Bác Hồ. Cái người gọi là vị cha già của dân tộc thì mình nhìn được những cái kỷ niệm xưa thì mình có nói chung là mình có cái cảm nghĩ sâu sắc về người hơn. Giống như mình có những cái ấn tượng rất là đẹp về người, cảm phục về người, quý trọng người. Tại vì có người để chúng ta có cuộc sống ngày hôm nay. Nhìn ảnh vẽ bậc vĩ nhân, chúng ta thấy khi còn bé cậu Cung thường được gần gũi với các nhà nho yêu nước. Phải chăng trong ánh mắt suy tư kia, cậu đang nghĩ đến con đường xa mịt mù mà cậu chưa hề biết nó sẽ trải dài cả quãng đời trai trẻ của cậu. Sự ra đi của Nguyễn Tất Thành có vẻ như là một định mệnh, khác với bất kỳ một cuộc ra đi nào. Trong suốt 30 năm, nó mang đầy sự bất ngờ và mạo hiểm. Xuôi xuống miền Nam, Sài Gòn đô hội lộng lẫy, nơi dung nạp tất cả các thành phần xã hội. Nhưng đô thị hào hoa và bậc nhất này cũng chỉ là điểm dừng chân ngắn ngủi trước khi anh lên tàu ra đi. Một chuyến đi không ngờ lại dài như bất tận vậy. Trước mắt chúng tôi lúc này sẽ là những bầu trời mênh mông phải vượt qua. Nhưng 97 năm về trước, trước mắt người thanh niên 21 tuổi là cả 1.000 trùng đại dương, còn mênh mông hơn gấp bội, còn xa thẳm hơn nhiều, còn mịt mùng đầy bất trắc, bí ẩn và gian khổ. Tháng 12 năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời Phan Thiết vào Sài Gòn, được cụ nghè Trương Gia Mô dẫn đến ở tạm tại nhà ông Lê Văn Đạt, một người họ hàng bên ngoại của cụ, tại vựa chiếu xóm Cầu Rạch Bần, mà nay là số 185/1 đường Cô Bắc, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Sau vài ngày, Nguyễn Tất Thành tạm biệt cụ Mô và gia đình ông Đạt để vào Chợ Lớn tá túc tại cơ sở của công ty nước mắm Liên Thành Phân Cuộc số 123 đường Ke Testa, nay là số 5 đường Châu Văn Liêm, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà chúng tôi đang có mặt đây. Vào thời gian đó thì người phụ trách của cơ sở này là ông Nguyễn Quý Anh cùng những đồng sự của mình đã hết sức giúp đỡ cho bác cho đến ngày người tạm biệt tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước. Một thế kỷ là thời gian quá đủ để làm biến dạng cả thế giới. Nên căn nhà nhỏ bé năm xưa mà bác ở tạm vài ngày lúc vào Sài Gòn ở xóm Bần không còn là chuyện dễ hiểu. Một chuyến viếng thăm nền cũ để hình dung lại mái nhà xưa, hỏi thăm những cư dân hiện tại, nhưng không ai biết về chuyện quá khứ. Bây giờ trên nền đất cũ có một ngôi chùa và một căn nhà mới. Nó khác hẳn với hình dáng cũ trong tấm ảnh lưu niệm này. Rời đường Cô Bắc, bác vào ở tại trụ sở phân cuộc công ty Liên Thành, số 5 đường Châu Văn Liêm, nay đã trở thành di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác ở đây 9 tháng cho tới lúc ra đi. Ở cái tuổi trên dưới 20, đã có bao giờ bạn nghĩ tới một chuyến ra đi phiêu lưu với hai bàn tay trắng? Chưa nói gì tới mục đích cao siêu, mà chỉ để là tìm hiểu thế giới bao la. Chỉ mới nghĩ tới đó, chúng tôi đã có cảm giác quá xa vời, thậm chí phi thường. Hãy thử hình dung, trước mắt bạn sẽ là những đại dương mênh mông, những chân trời xa lạ,
những ngày tháng lênh đênh. Chỉ có điều động lực chủ yếu ở đây là vì nghĩa lớn. Đó là chuyến đi của một thiên tài. Thưa quý khán giả, sau khi rời trường Dục Thanh ở Phan Thiết, Nguyễn Tất Thành tiếp tục hành trình về phương Nam đến với mảnh đất Sài Gòn. Trước khi bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm theo chân Bác, đoàn làm phim xin gửi đến quý vị khán giả một số thông tin về địa danh và di tích Nhà Rồng này. Dân khởi đầu thì bến Nhà Rồng là một thương cảng lớn của Sài Gòn. Thương cảng này nằm ở bên sông Sài Gòn, con sông dài 256 km và có diện tích lưu vực là trên 5.000 km2, được bắt nguồn từ Tây Ninh, chảy qua Bình Dương và đổ vào sông Đồng Nai ở huyện Nhà Bè thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn từ góc độ kiến trúc thì Nam Phương xin được bổ sung là công trình này được xây dựng vào ngày 4 tháng 3 năm 1863 do một công ty vận tải tàu biển của Pháp, Messagerie Maritime, xây dựng để làm nơi ở cho viên tổng quản lý và cũng là nơi để bán vé. Nam Phương có thể cho quý khán giả được biết là tại sao lại có cái tên là Nhà Rồng được không? Dĩ nhiên rồi Thu Hiền. Lý do tại sao có tên là Nhà Rồng? Theo tài liệu ghi chép của một số nhà nghiên cứu thì trên nóc của căn nhà này có gắn hai con rồng bằng đất nung phủ men xanh theo kiểu mà lưỡng long chầu nguyệt. Chính vì vậy mà giới bình dân lúc bấy giờ gọi đây là Nhà Rồng. Ngoài ra thì trước đó thì thay vì ở chỗ của chó châu thì gắn một cái phù hiệu có hình đầu ngựa và mỏ neo. Tại sao có hình đầu ngựa? Ý người ta muốn nói rằng vào thời đó ở Pháp thì vận chuyển chủ yếu là xe ngựa, còn mỏ neo thì tượng trưng cho tàu thuyền. Bây giờ cái phù hiệu mà quý vị đang thấy trên nóc nhà là một phù hiệu vừa mới được phục chế lại. Vào thời đó thì còn có một số người lớn tuổi gọi đây là Sở Ông Năm vì hãng tàu biển này do một quan năm người Pháp sáng lập. Và hiện còn được biết là ở phía đối diện cái bên kia sông Nhánh thì vào tháng 10 năm 1865 thì người Pháp đã cho dựng cột cờ thủ ngữ. Từ thủ ngữ có nghĩa là sở canh tàu biển. Cột cờ này treo những cái cờ hiệu để báo cho tàu biển ra vào cảng biết là được vào ngay hay là phải chờ đợi. Vào năm 1899 thì công ty được phép xây cất bến tàu để cho tàu cập vào bến. Và bến lúc đó thì được lót bằng ván dày và được đặt trên những cái trụ sắt dọc theo mé sông dài 42 mét, tức là phía tàu cập bến. Và bến này thì cách bến kia khoảng 18 mét, và bề ngang của bến mà vào phía trong bờ là 8 mét, và khoảng cách từ bờ ra đến bến là có cầu rộng 10 mét. Và ban đầu thì xây dựng hai bến, sau đó thì xây thêm bến thứ ba, và đến năm 1919 thì công ty được phép xây dựng bến bằng xi măng cốt sắt, nhưng mà lúc đó thì rất tiếc là không thực hiện được. Cho mãi đến tháng 3 năm 1930 thì mới hoàn thành bến mới, và chỉ một bến mà thôi, nhưng mà dài đến 430 mét. Vì bến cảng nằm trong khu vực của Nhà Rồng nên người ta gọi luôn là bến cảng Nhà Rồng. Nơi đây vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Việt Nam yêu nước Nguyễn Tất Thành đã lên đường đi tìm đường cứu nước. Nhà Rồng xưa nay đã là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Các tư liệu ở đây thu hút khá nhiều sự chú ý bởi tính hấp dẫn của đề tài và nội dung. Trong hàng trăm điểm lưu niệm về Bác ở Việt Nam và trên thế giới, thì địa điểm xuất phát này của chuyến ra đi thật sự có sức lôi cuốn lạ lùng. Thưa quý khán giả, để tìm hiểu về sự kiện Bác Hồ đã xin lên tàu Amiral Lacoste-Trevin để phụ bếp như thế nào, bây giờ mời quý vị gặp lại chị Nguyễn Thị Kim Liên, hướng dẫn viên của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 3 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã xuống con tàu mang tên Amiral Lacoste-Trevin xin làm phụ bếp. Và Nguyễn Tất Thành đã được một người thanh niên Việt Nam dẫn đến gặp thuyền trưởng Michel. Sau khi nhìn Nguyễn Tất Thành từ đầu đến chân, thì thuyền trưởng đã bỏ chiếc bíp ở trên miệng ra và hất hàm hỏi Nguyễn Tất Thành: "Anh có thể làm được việc gì ở trên tàu?" Nguyễn Tất Thành đã trả lời: "Tôi có thể làm được bất cứ việc gì." Viên thuyền trưởng chợt thấy lóe lên trong mắt người thanh niên một ý chí khác thường và đầy sức thuyết phục. Bất chợt, ông thấy có cảm tình với Nguyễn Tất Thành, người thanh niên này. Một người thanh niên gầy gò nhưng đầy gan góc. Và viên thuyền trưởng Bisen đã hỏi Nguyễn Tất Thành: "Anh tên là gì?" "Tôi tên là Ba." "À, thôi được, tôi sẽ lấy anh làm chân phụ bếp, và từ ngày mai anh sẽ đến nhận việc." Và ngày hôm sau, ngày 4 tháng 6 năm 1911, thì anh thanh niên Văn Ba
làm phụ bếp trên tàu Avranatuchevin với tên gọi Văn Ba. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu Avranatuchevin mang theo người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, bắt đầu từ đây cuộc hành trình tìm đường cứu nước. Nhà Rồng là một trong biết bao địa điểm mà bác từ đó ra đi đã không bao giờ trở lại. Hình ảnh bến xưa mòn mỏi mong đợi lữ khách trở về đã gieo vào lòng chúng tôi một nỗi cảm hoài. Đó mãi mãi sẽ là bến sông bất tử, là huyền thoại đẹp đẽ và phiêu linh luôn làm thổn thức lòng người. Mỗi lần nhìn lại cảnh này, lòng lại thấy bâng khuâng. Trong hàng vạn cuộc biệt ly với đất nước, có một chuyến ra đi làm xúc động lòng người suốt bao thế hệ trên con tàu chở khách lớn đô đốc Latustrevin. Nhìn lại ảnh cũ, tàu xưa với tờ lệnh hành trình đi Singapore ngày 5 tháng 6 năm 1911 mà lòng dạ bồi hồi. 97 năm đã trôi qua, vị khách lữ hành đặc biệt đã không còn nữa. Con tàu viễn dương khổng lồ ấy giờ đây cũng không biết lưu lạc nơi nào. Chúng tôi đành tìm cách tiếp cận một con tàu nước ngoài sắp rời bến để cùng khán giả hình dung lại chuyến ra đi năm xưa. Đó là tàu vận tải Đài Loan YM Immense, với thủy thủ đoàn đều là người Trung Hoa, chạy tuyến Đài Loan, Hồng Kông và Sài Gòn. Còn tàu Amiral Latustrevin thời bấy giờ là một con tàu chở khách rất lớn, chuyên chạy tuyến Hải Phòng Bắc Xây, có ghé các cảng Sài Gòn, châu Á và châu Phi, với trọng tải 5.772 tấn, công suất 2.800 mã lực, chiều dài 124 mét, chiều ngang 10 mét và cao 15,20 m. Thưa quý khán giả, để phần nào cảm nhận được cảm xúc của bác khi người lên tàu rời quê hương, bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm đi tìm đường cứu nước, đoàn làm phim chúng tôi đã lên tàu YMIM quốc tịch Liberia. Con tàu vừa rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh và hướng đến phao số 0 hải phận quốc tế. Chúng tôi vào gặp ông thuyền trưởng người Trung Hoa. Cuộc trò chuyện khiến mọi người nhớ lại việc chàng trai Văn Ba đến gặp viên thuyền trưởng người Pháp năm xưa để xin việc. Chính sự hoạt bát và quyết tâm của bác đã khiến viên thuyền trưởng nhận ngay vào làm phụ bếp. Ông thuyền trưởng người Trung Hoa cho biết tàu chỉ có 18 người, không có phụ bếp. Như vậy, so với Trevin có nhiều trăm hành khách và đoàn thủy thủ 72 người, thì khối lượng công việc của bác là hết sức to lớn, nhất là với điều kiện thiết bị lúc bấy giờ còn rất thô sơ. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu Latouche-Trevin có lẽ cũng rẽ sóng như thế này đưa bác ra khơi. Chắc chắn tâm trạng của người phải cực kỳ xúc động, dù rằng chuyến đi là vị trí lớn nhưng vẫn là một cuộc chia ly với quê hương đất nước, chia ly với người thân mà không biết bao giờ trở lại. Bất chợt trong ký ức chúng tôi hiện về một đoạn phim thần thoại với hình ảnh một cánh chim cô đơn cuối trời đi tìm thần dược để cứu bầy đàn đang bị tên phù thủy trù ếm. Ngày đó khó lòng mà bác Hồ hình dung ra được 97 năm sau, các thiết bị nhà bếp trên tàu lại văn minh, đẹp đẽ, tiện dụng và ít tốn sức người như thế này. Chúng tôi trò chuyện với vị đầu bếp trên tàu và được biết rằng công việc của anh khá nhàn hạ vì chỉ nấu ăn cho 18 người với thiết bị rất hiện đại, trong khi tàu Trevin với nhà bếp thô sơ mà phải nấu ăn cho mấy trăm người, đủ biết công việc của bác vất vả như thế nào. Lương tháng của bác lúc bấy giờ là 45 franc, bằng khoảng 4,5 đồng tiền Đông Dương. Sau khi đóng tiền ăn, đóng thay tiền bảo hiểm cho những người phụ trách bếp thì chỉ còn lại 10 franc. Trên tàu lúc đó có một hành khách loại sang là ông Bùi Quang Chiêu, một trí thức yêu nước đang đưa gia đình sang Pháp đi du lịch. Ông hỏi anh ba là tại sao không tìm việc khác mà làm cho đỡ vất vả. Bác trả lời rằng cần phải làm công việc này để có điều kiện đi ra nước ngoài và cũng là để tự rèn luyện. Chúng tôi tìm đến căn bếp của con tàu để có thể hình dung về công việc của Nguyễn Tất Thành Văn Ba ngày ấy. So với con tàu mà bác đi ngày xưa thì con bếp của con tàu này hiện đại hơn rất nhiều. Qua trao đổi với người làm bếp thì chúng tôi thấy rằng công việc của họ cũng không hề đơn giản. Điều này giúp chúng tôi cảm nhận được nỗi vất vả của bác khi làm việc trong một khoang bếp
ích hiện đại hơn rất nhiều trên con tàu Amiral Latrus Trevin cách đây gần 100 năm. Tàu Diêm Minh C có thiết bị điều khiển rất hiện đại, khác xa con tàu Trevin chạy bằng hơi nước khi xưa. Với tốc độ 15 hải lý một giờ, thì sau khoảng gần 4 giờ, tàu YM Immense đang tiến về phao số 0 thuộc vùng biển Vũng Tàu. Xin quý vị cùng nhóm làm phim ra tới phao số 0 để chia sẻ tâm trạng với chàng trai Văn Ba lần đầu tiên lênh đênh trên biển cả mênh mông hướng tới những chân trời xa lạ. Những chuyến đi biển xưa nay bao giờ cũng đầy chất phiêu lưu, lãng mạn, nhất là khi bạn quyết chí vì mục đích cao xa. Bất cứ một con tàu nào đi giữa đại dương cũng chỉ là một kẻ lữ hành cô đơn, mong manh trong cái thế giới hiu quạnh đầy đe dọa, nơi mà ở đó tâm hồn của bạn sẽ được thả sức lãng du. Sau khi thực hiện một đoạn hành trình ngắn bằng đường tàu thủy từ bến Nhà Rồng đến phao số 0 thuộc biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để giúp chúng tôi cảm nhận được phần nào cảm xúc của bác khi người lên tàu đi tìm đường cứu nước, đoàn làm phim chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình bằng đường hàng không tới Singapore. Singapore là chặng đầu tiên trong cuộc hành trình vạn dặm của bác và cũng là chặng đầu tiên của đoàn làm phim ký sự hành trình theo chân bác. Đây là quốc gia có mức sống cao nhất trong khối ASEAN do phát triển các hoạt động thương cảng, tài chính ngân hàng và du lịch. Đặc biệt là thương cảng với vai trò trung chuyển đứng đầu thế giới. Do xác định được những ưu điểm tuyệt đối của vị trí địa lý nằm trên các con đường hàng hải có bờ biển rất sâu, thủy triều nhỏ. Để quan sát thật tốt, cái đảo quốc rộng có 648 km vuông đầy cao ốc, cây xanh và tàu biển này, chúng tôi đã dùng tới phương tiện cáp treo. Tất nhiên lúc Bác Hồ tới đây, hòn đảo không tráng lệ như bây giờ. Chúng tôi đang đứng tại đỉnh Faber, đỉnh cao thứ hai của Singapore, 116 mét. Xa xa phía bên tay trái là đảo Sentosa, một hòn đảo nổi tiếng về du lịch của Singapore. Và phía bên tay phải là thương cảng Faber Front, thương cảng lớn nhất trong số 6 thương cảng hiện nay của Singapore. Mỗi khi đứng trước một bến cảng như thế này thì mọi người trong đoàn chúng tôi đều rất bồi hồi xúc động. Không biết là cách đây 97 năm khi lên đênh trên tàu đi tìm đường cứu nước thì bác đã trông thấy gì, người có những cảm xúc gì, nghĩ gì về con đường sắp tới và người nhớ gì về quê nhà. Chúng tôi thực sự ngây ngất trước vẻ đẹp mê hồn của hòn đảo ngọc ngà cùng với mặt nước lộng lẫy lung linh của nó. Đoàn làm phim ở thăm Singapore có một ngày nên mọi hoạt động tìm hiểu phải thật khẩn trương. Thành phố đồng thời là quốc gia này chỉ có 4 triệu 600 ngàn dân, được sở hữu một tài sản khổng lồ, trong đó có bộ mặt kiến trúc có giá trị thẩm mỹ cực lớn, vừa hoa lệ lại vừa gợi cảm, bao gồm cả các công trình thời thuộc địa và thời độc lập. Những thành tựu rực rỡ về phát triển kinh tế xã hội, về xây dựng đô thị được tạo nên trên cơ sở những phương hướng quản lý của người Anh và tài kinh doanh của người Hoa trước kia. Và sau này là đường lối rất sáng suốt của ông Lý Quang Diệu. Trong rừng cao ốc hiện đại, chúng tôi luôn phát hiện ra những thảm cỏ lớn, những kiến trúc từ đầu thế kỷ trước. Đây là tòa án tối cao và bảo tàng nghệ thuật. Còn đây là nhà hát Trái Sầu Riêng, nơi đã diễn ra lễ hội Duyên Dáng Việt Nam. Ở Singapore không có người Singapore, chỉ có 7% gốc Ấn, 15% gốc Mã Lai và 76% gốc Hoa. Cái đất nước sư tử biển lạ lùng này đã âm thầm đón và tiễn người khách trẻ Việt Nam cũng lạ lùng không kém. Rồi cả hai cứ lặng lẽ đi theo con đường của mình. Mỗi dân tộc đều có số phận riêng. Cả cái thế kỷ 20 dài dằng dặc cũng có số phận riêng của nó. Bão táp xã hội và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người. Nhưng trật tự thế giới đã được các cuộc cách mạng sắp xếp lại, trong đó có bàn tay của những vĩ nhân. Một trong số đó chính là vị khách trẻ mà chúng ta vừa nói tới.